Những đứa con nhà giàu đâu biết những món đồ chúng chán ngắt lại là thứ mà rất nhiều đứa trẻ khác đang ước ao. Hay công việc mà bạn đang cảm thấy chán cũng là công việc mà nhiều người rất muốn làm. Hoặc chồng hay vợ mà bạn đang chê bai thì cũng là thứ mong muốn của bao người. Và nếu bạn đang hít thở không khí mỗi ngày, nhìn thấy mặt trời mỗi sáng mà vẫn không cảm thấy hài lòng thì ngoài nghĩa trang kia họ đang không thể mơ. Thế nên những điều ai đó đang chán nản thì chẳng qua người đó chỉ chưa từng trải qua những hoàn cảnh tồi tệ hơn bây giờ mà thôi. Và nếu bạn đã xem đến đây chắc chắn bạn cũng đã hơn rất, rất nhiều người như này rồi. Xin cha hãy tha thứ cho những người ấy vì họ không hề biết là họ đang làm gì. Đó là câu nói cuối cùng của Chúa khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Giả sử lúc đó Chúa than rằng, ta đã giúp bao nhiêu người bớt khổ, sống hạnh phúc hơn mà sao các ngươi nỡ đối xử tệ bạc với ta như này không sợ bị quả báo sao? Nếu Ngài nói thế, ắt hẳn sự đau đớn của Ngài sẽ tăng lên gấp bội, nhưng không, Ngài đã chọn cách cầu xin sự tha thứ cho người khác và chắc chắn sự đau đớn của Ngài đã được giảm đi rất nhiều. Vâng, chúng ta khó có thể yêu thương được người đã đối xử không tốt với chúng ta, nhưng chúng ta hãy vì chính mình mà học theo cách của Chúa để cuộc đời bớt khổ. Chìm đắm trong đau khổ, bị ám ảnh bởi kỷ niệm về người đã khuất tới mức tan nát cõi lòng suốt hàng tháng. Hàng năm dòng không phải bằng chứng của tình thương yêu, mà là sự chấp thủ, không mang lại lợi ích gì cho mọi người cũng như cho chính mình. Đừng tưởng rằng con thương tiếc mẹ nhiều khi nghĩ rằng mất mẹ là sự kiện lớn nhất của đời con. Cách báo đền mẹ hay nhất là hãy tiếp tục cuộc sống giàu sang và hạnh phúc. Đó là những lời dặn dò của một bà mẹ dành cho con trai mình trước khi nhắm mắt. Nếu có thể chấp nhận cái chết cũng là một phần của sự sống thì trạng thái tuyệt vọng sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho lòng cảm thông và tâm bình an. Vì sự thật là bắt đầu từ lúc thụ thai thì sự chết của một con người đã được hình thành. Nói cách khác là mỗi con người bắt đầu sinh thì cũng là lúc bắt đầu một cuộc hành trình đi đến diệt, có khác nhau ở đoạn đường dài hay ngắn mà thôi. Tâm trí của bạn giống như một con dao. Dao càng sắc thì bạn càng đau khổ nếu bạn không học cách sử dụng nó. Nói cách khác là bạn có đang sử dụng tâm trí để giúp bạn vui vẻ, hạnh phúc hay bạn đang sử dụng tâm trí để hành hạ bạn. Giả sử có một chuyện không vui nào đó mà bạn liên tục nhớ về nó, rồi tâm trí bạn bảo giá như mình không làm hay giá như mình cứ làm thì mọi chuyện đã khác. Trong trường hợp này có thể bạn đã không sử dụng tâm trí mà đó là tự tâm trí nổi lên những lời nói, hoặc là bạn có sử dụng chỉ vì trong lúc này bạn đang không có thứ gì đó quan trọng hơn để suy nghĩ. Điều đó nó cũng giống như bạn cầm dao mà cứ chặt lung tung vậy, vừa tốn sức và cũng có thể cắt phải tay. Bởi vậy trong mọi khoảnh khắc bạn hãy ý thức về việc tâm trí mình đang nghĩ về điều gì. Vì mỗi khoảnh khắc bạn ý thức về điều đó là bạn đang sử dụng tâm trí rồi, và khi biết bạn đang sử dụng thì bạn có thể quyết định là không sử dụng nữa, hoặc là sử dụng vào việc giúp mình vui vẻ hạnh phúc hơn chứ không sử dụng vào việc làm cho mình thêm khổ. Thái độ sống trong từng khoảnh khắc sẽ quyết định bạn trải nghiệm cuộc sống này như thế nào trong từng khoảnh khắc đó. Nói cách khác là thái độ của bạn thế nào sẽ quyết định bạn đang sống trên thiên đàng hay đang sống dưới địa ngục. Giả sử bạn đang rửa chén hay đang lau nhà mà thái độ của bạn hân hoan vui vẻ thì chính là lúc ấy bạn đang sống trên thiên đàng rồi. Nhưng cũng vẫn là rửa chén, lau nhà mà thái độ của bạn hậm hực không vui thì lúc ấy bạn đang ở địa ngục rồi đó. Vì vậy chính nơi này đang là thiên đàng hay là địa ngục đều phụ thuộc vào thái độ của bạn. Chúc bạn thật sáng suốt lựa chọn cho mình trải nghiệm sống trên thiên đàng hay sống dưới địa ngục. Bạn và tôi dù chúng ta có là ai thì phía trước vẫn chỉ là nghĩa trang. Mỗi người có thể sẽ khác nhau về quãng đường xa hay gần nhưng đích đến vẫn là chỗ đó. Nên trong cuộc đua này không phải về đích nhanh nhất là tốt, mà chúng ta cố gắng càng về đích muộn chừng nào tốt chừng ấy. Giả sử chúng ta có 1.000 ngày thì ngày mai sẽ chỉ còn 999 ngày, nói cách khác là mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Chẳng cần phải lãng quên hay tránh né sự thật hiển nhiên này để ý thức sống trong từng khoảnh khắc có ý nghĩa hơn. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của mỗi người, dù ngày hôm qua đã không còn nhưng vẫn còn bây giờ và có thể là ngày mai. Cách bạn suy nghĩ là cách bạn cảm nhận. Nói cách khác, nếu bạn đang cảm thấy khổ thì lúc đó bạn đang suy nghĩ về những tình huống không như bạn mong muốn. Còn nếu bạn đang cảm thấy vui thì suy nghĩ của bạn lúc đó đang ở trong những tình huống đã hoàn thành tốt. Do vậy nếu chúng ta muốn mình cảm nhận thế nào thì chỉ cần hướng suy nghĩ của mình về những tình huống tốt hay không tốt là cảm nhận của chúng ta lúc đó sẽ tương ứng theo. Nó cũng giống gieo nhân nào thì quả sẽ hình thành như vậy. Ở đây thì suy nghĩ là nhân còn kết quả là cảm nhận. Những gì thế giới ném vào chúng ta không nhất thiết là sự lựa chọn của bạn. Nhưng những gì mà bạn tạo ra từ đó hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn. Người khác có thể làm những gì mà họ muốn, nhưng phản ứng của bạn chính là nguyên nhân khiến bạn đau khổ. Không có cách nào để bạn có thể sửa chữa ngày hôm qua, nhưng bạn có thể tạo ra ngày mai. Giả sử tôi quát mắng bạn, sự quát mắng nằm trong miệng của tôi, đó không phải là viên đạn, nên nó sẽ không đâm vào bạn đâu.
nhưng là phản ứng của bạn là cái mà gây cho bạn khổ đau. Nếu tôi quát mắng bạn ở ngôn ngữ mà bạn không thể hiểu, và với một nụ cười trên gương mặt của tôi, bạn sẽ nghĩ tôi đang nói lời ngọt ngào với bạn, phải không? Và bạn sẽ đáp lại một cách nhẹ nhàng với tôi. Vì vậy tôi đang nói với bạn, trải nghiệm của bạn là cái đang diễn ra với bạn ngay bây giờ là 100% quyết định bởi bạn. Tôi muốn bạn hiểu rằng bạn không phải đang khổ sở với cuộc đời của mình. Bạn chỉ đang khổ sở với hai khả năng tuyệt vời. Thật là một đặc ân khi được làm người, và chúng ta có hai khả năng tuyệt vời này. Một là chúng ta có một trí nhớ sống động. Chính nhờ trí nhớ này mà cuộc sống của chúng ta rất phong phú, không giống bất kỳ sinh vật nào khác. Và chúng ta còn có trí tưởng tượng tuyệt vời. Bây giờ bạn đang khổ sở vì chúng. Những gì xảy ra 10 năm trước, bạn vẫn có thể còn đau khổ vì chúng. Bạn đang khổ sở vì cuộc sống hay là vì ký ức? Những gì có thể xảy ra sau ngày mai, bạn hiện đã thấy khổ rồi. Bạn đang khổ sở vì cuộc sống hay trí tưởng tượng của mình? Hai khả năng tuyệt vời nhất mà bạn có, bạn lại đang khổ sở vì chúng. Vậy bạn đang đòi hỏi điều gì nữa? Bạn muốn một lần nữa trở thành một con dung đất, nhưng phải mất hàng triệu năm tiến hóa để bạn có được kích thước bộ não này. Và bây giờ bạn lại đang phải khổ sở vì nó. Nếu chúng tôi lấy đi một nửa bộ não của bạn, tất nhiên bạn sẽ ngồi yên đó không chút lo lắng, không chút đau khổ, bình yên vô sự. Ngày nay đi chùa cũng đông, đi viện cũng rất đông đúc. Hai nơi đông đúc đó giống nhau ở chỗ đều muốn được chữa lành. Nhưng khác nhau ở chỗ đi viện con người hoàn toàn làm theo hướng dẫn của bác sĩ, lấy thuốc về uống đều đặn, đúng lịch, kiêng khem nghiêm ngặt mong muốn bệnh sẽ sớm hết. Còn đi chùa họ lại chỉ cầu để được chứ không muốn hành động gì cả. Giả sử khi đi viện chúng ta chỉ mang đơn thuốc về gối đầu giường, học thuộc lòng thì liệu bệnh có hết không? Điều này dành cho quý bạn và các vị tự định đoạt. Chúc quý bạn và các vị được bình an là hạnh phúc. Xin cảm ơn.